biến một cái background bình thường trở thành một cái không gian dưới nước, underwater ha. Đây là một cái bài rất là hay. Thì chẳng hạn ở đây là mình có cái hình này đi, chẳng hạn mình đi mình chụp được chưa, chụp đâu đó trên ngoài đường hoặc là chúng ta lấy trên mạng cũng được. Đấy. Thì mình có một cái hình chụp như thế này, thì bây giờ chúng ta có thể biến nó thành một cái cảnh quay dưới nước ha. Để mà chúng ta biến nó thành một cái cảnh quay dưới nước. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để mà cho cái vật thể 3D chúng ta, để làm sao chúng ta biến đổi cái scene, một cái scene bình thường ha, trở thành một cái scene dưới nước, và chúng ta đưa vào cái vật thể 3D của chúng ta để nó tương tác về ánh sáng, về sa đầu với cái những cái bức tường ở trong cái background của mình, được chưa? Rồi sau đó chúng ta chèn vào một số cái element, một cái stock footage, chẳng hạn như là mặt nước biển hay là bọt biển này nọ, để chúng ta tạo thành một cái scene 3D, một cái scene underwater, được chưa? Dưới đáy biển. Rồi, thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đưa cái hình của mình vào, đúng không? Đưa cái hình mà chúng ta đã chụp hoặc là đã tìm trên mạng vào. Đây là cái hình đó. Thì mình sẽ tạo cái composition với cái hình này. Được chưa? Rồi, cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh màu này nọ cho cái hình này trước. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải tách cái ngôi nhà này ra, tách cái bầu trời ra, tại vì chúng ta chụp ban ngày mà. Chụp ban ngày thì cái bầu trời nó sẽ sáng như này, nó không có giống như dưới biển, đúng không? Chúng ta sẽ phải tách cái bầu trời ra trước. Thế thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ hoặc là chúng ta có thể thực hiện key bằng extract, đúng không? Như hồi nãy mình làm, chúng ta dùng vào khi chúng ta key nó ra, được chưa? Nhưng mà tại vì ở đây thì các bạn thấy là nó có cái cửa sổ ở đây, đúng không? Nó có cái cửa sổ ở đây, cũng nó phản chiếu là cái màu trời, cho nên là khi mà chúng ta extract như vậy thì mất luôn cái cửa sổ cho mình, thì mất công chúng ta phải tạo thêm một layer, chúng ta lấy lại cái cửa sổ đó thì nó mất công. Cho nên là ở đây thì mình đơn giản là mình sẽ tạo một cái roto, đúng không? Đây là một cái hình tĩnh, cho nên chúng ta tạo một cái mask, thì chúng ta cắt cái bầu trời ra là xong, được chưa? Rồi, đây thì mình sẽ cho cái mask này một chút cái feather nhẹ thôi, tầm 1, 2, 1 hoặc là 2 thôi. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái solid để chúng ta làm cái làm cái màu biển, màu nước biển ha. Ta sẽ lấy cái
màu xanh đại dương. Chưa? Đặt nó đằng sau cái background của mình. Chúng ta sẽ chỉnh màu cái hình của mình. Chúng ta sẽ vào phần color correction. Chúng ta sẽ chọn cái exposure chúng ta cho nó tối xuống, đúng không? Tại vì dưới đáy biển thì cái mặc định là nó phải tối. Không tối thì đâu có ra biển nữa, đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể vào curve để chúng ta cho cái tăng cái phần blue của nó lên một tí. Đúng không? Tại vì dưới đáy biển thì tất cả đều có một chút cái ám màu xanh trong đó, đúng không? Rồi. Vậy là cái background của cái hình ảnh của mình là chúng ta chỉnh xong. Về cái màu biển thì chúng ta sẽ vào phần generate, chúng ta cho nó một cái gradient ram. Và chúng ta sẽ cho nó một cái ram. Thì cái phần sáng của mình chúng ta sẽ để nó phía trên, đúng không? Chuyển thành radio ram. Chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta đã có cái background của mình. Đây mình sẽ quay lại cái hình ảnh background của chúng ta. Chúng ta cho nó thêm một chút cái màu và màu đỏ. Không, màu màu xanh lá cây. Chưa? Sẽ giảm cái độ sáng xuống chút nữa. Rồi. Ok ha, vậy là chúng ta đã chỉnh màu xong cái background của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta dựng nên những cái gọi là những cái mặt phẳng nó phù hợp với cái cấu trúc của cái hình của mình để chúng nó hứng những cái tương tác của cái vật thể 3D của mình. Tức là gì, hứng những cái tương tác về độ sáng cũng như là về cái ánh sáng cũng như là cái shadow ha. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái camera cũng là mặc định 35 mm, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ ở đây thì mình sẽ tạm thời mình tắt cái những cái chỉnh màu này đi để chúng ta nhìn cho nó rõ. Chúng ta sẽ tạo một cái solid và chúng ta sẽ đặt tên cho nó là wall 1, được chưa? Tức là bức tường số 1. Sẽ lấy cái màu là màu trắng. Và mình sẽ biến nó thành 3D, được chưa? Rồi. Ta sẽ giảm cái opacity của nó xuống ha. Được chưa? Thì bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta đó là chúng ta phải làm sao đưa cái bức tường này ha, để nó khớp với cái bức tường ở trong cái mặt trước của cái tòa nhà của mình, của cái hình của mình. Thì để vô làm việc đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái camera. Với cái wall này thì chúng ta có thể áp dụng cái hiệu ứng grid lên đây. Chúng ta vào generate, chúng ta chọn cái grid. Được chưa? Rồi. Dựa vào cái grid này chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái camera ha, chúng ta rotate để chúng ta đưa cái grid của chúng ta nó
làm sao đó cho nó trùng khớp với cái perspective của cái mặt trước của cái tòa nhà của mình. Ta sẽ dựa vào những cái đường thẳng. Chưa? Để chúng ta rotate nó. Bạn thấy nếu một cái đường thẳng của chúng ta nó song song với những cái đường thẳng của cái mặt trước tòa nhà như vậy là ok. Và chúng ta hoàn toàn có thể nắm kéo cái tấm plane này cho nó chính xác cái vị trí. Scale nó lên, đúng không? Chúng ta có thể rotate thêm một chút nữa để cho cái wall của chúng ta nó chính xác hoàn toàn với cái mặt trước tòa nhà của mình. Bạn thấy là những cái đường thẳng nó phải song song với nhau, đúng không? Rồi thì đại khái như vậy ha, chúng ta không cần phải quá chính xác. Tiếp theo thì như vậy là chúng ta đã có được một cái mặt phẳng rồi. Tiếp theo là mình sẽ duplicate cái bức tường này lên, đặt tên cho nó là cái wall số 2, được chưa? Cái wall số 1 này mình sẽ tắt cái grid đi. Cái wall số 2 này chúng ta sẽ rotate nó để làm cho cái để khớp nó vào cái bức tường ở phía dưới này ha, phía dưới cái tòa nhà của mình. Thế thì chúng ta sẽ bật nó lên, bật cái wall số 2 này lên, chúng ta sẽ rotate nó, đúng không? À, tại vì chúng ta đã khớp cái bức tường phía trên rồi cho nên bức tường phía dưới này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ đơn giản thôi. Chưa? Và chúng ta có thể kiểm tra, mình sẽ đổi màu cái bức tường số 2 này thành một cái màu khác để chúng ta dễ quan sát. Chúng ta có thể bật cái chế độ high view lên ha, và chúng ta sẽ xem cái cấu trúc của nó, được chưa? Xem có đúng chưa? Đây thì chúng ta sẽ giảm cái opacity xuống. Mình sẽ scale nhỏ cái bức tường này xuống nè, đúng không? Đặt vào đúng cái vị trí để cho nó vừa khớp với cái vừa khớp với cái bức tường của mình. Chưa? Nó phải giao cắt với cái bức tường phía trên của chúng ta. Và đồng thời là nó phải đúng với vị trí của cái hình ảnh của mình. Rồi, và như vậy là chúng ta đã có được hai cái bức tường. Chưa? Nó đại diện cho hai cái hình ảnh, hai cái gọi là hai cái yếu tố ở trong cái hình ảnh của mình để chúng ta tương tác được với cái vật thể 3D của chúng ta. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật lại những cái chỉnh màu của mình. Rồi ha, như vậy là chúng ta đã có hai cái bức tường. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo một cái line. Chúng ta sẽ vào phần layer new, chúng ta tạo một cái line.
Với cái light này thì mình sẽ chọn cái loại đèn đó là spotlight, được chưa? Mình sẽ lấy cái màu trắng. Bấm OK. Và với cái đèn spotlight này thì mọi người thấy là bây giờ khi chúng ta tạo cái đèn này thì nó sẽ tương tác với các cái bức tường của chúng ta ha, đúng không? Đó. Nó sẽ tương tác với các bức tường của chúng ta trong không gian 3D, được chưa? Và chúng ta có thể khi mà chúng ta di chuyển animation cái đèn này thì nó sẽ tương tác với các cái vật thể của mình. Đúng không? Với các bức tường của mình. Và bây giờ thì sau khi chúng ta đã có cái thông tin về ánh sáng này chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể chuyển cái blend mode của những cái bức tường này. Cái dạng dạng ánh sáng, được chưa? Chúng ta có thể chuyển màu hai cái layer bức tường này thành màu trắng. Ta giảm cái opacity của cái đèn này xuống. Chưa? Thì các bạn thấy là chúng ta giả lập được cái một cái ánh sáng và ban đêm ở dưới đáy biển, đúng không? Ánh sáng từ cái đèn của chúng ta. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào chúng ta sẽ animate cái đèn này. Được chưa? Chúng ta sẽ animate cái đèn này. Và chúng ta sẽ cho nó rơi từ trên xuống chẳng hạn. Giống như là một cái vật thể nó rơi từ trên trên rơi từ trên trên đáy biển xuống. Đúng không? Thì các bạn thấy là khi mà cái đèn chúng ta đưa từ trên xuống thì cái phần ánh sáng nó sẽ bị lấn ra ngoài, tại vì cái laser solid của chúng ta đó, cái layer wall chúng ta, thì bây giờ chúng ta chỉ có việc là chúng ta sẽ tạo duplicate cái layer background của chúng ta để làm cái alpha matte cho cái layer bức tường của chúng ta ha. Thì cái ánh đèn nó chỉ bị giới hạn ở trong cái bức tường thôi, nó không bị lấn ra ngoài nữa, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta key, đúng không? Chúng ta key cái đèn này cho nó rớt xuống dưới, đúng không? Và chúng ta sẽ đồng thời chúng ta cũng sẽ dùng cái bức tường số 2 của chúng ta ha để làm cái alpha mat cho cái wall số 1 của mình. Chúng ta sẽ duplicate cái wall số 2 của chúng ta sẽ vào phần layer chúng ta precompose, đặt là cái mask for wall 1, đúng không?
Đó. Thì chúng ta sẽ cũng không vấn đề gì, chúng ta sẽ tại vì cái wall số 2 này chúng ta sẽ dùng làm cái alpha mat cho nó. Wall số 1 alpha invert ha, để cho ánh sáng nó không có lấn ra cái bức tường số 2 của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ tạo cái mask cho cái bức tường số 1 của mình luôn. Chúng ta xử lý cái phần dư ra của cái đèn này ha. Sẽ tạo một cái mask nhanh để chúng ta xử lý cái phần này. Rồi bây giờ quay lại với cái việc diễn hoạt cái đèn, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thực hiện cho cái đèn nó rơi xuống đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ cho nó nảy lên và nó rơi ra ngoài. Đúng không? Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ pen tool của mình. Chúng ta tùy chỉnh cái đường đi của cái đèn. Rồi. Chưa? Như vậy là chúng ta đã có cái đèn nó rơi xuống và nó nảy lên đúng không? Rơi xuống và nảy lên từ những cái bức tường này. Và chúng ta sẽ vào trong cái spotlight này, chúng ta tăng cái cone angle lên một tí. Chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chèn vào một cái vật thể 3D.
đúng không, bằng element 3D. Một khi chúng ta đã có đèn, chúng ta đã có vị trí rồi, thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer solid đặt tên là element, được chưa? Và chúng ta sẽ vào, chúng ta tạo cái element và chúng ta sẽ vào phần scene setup. Thì trong phần scene setup này các bạn có thể chèn vào những cái vật thể 3D nào các bạn muốn. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái vật thể có sẵn trong bộ motion design. Mình sẽ tìm một cái, đó là cái cái này chẳng hạn, đúng không? Rồi, chúng ta bấm OK. Và chúng ta sẽ vào trong group 1, chúng ta tạo một cái null cho cái vật thể 3D của chúng ta. Và cái null này chúng ta sẽ lấy cái vị trí của thằng cái ánh đèn, ngọn đèn này ha. Chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V, chúng ta dán vào. Được chưa? Nó sẽ nằm đúng vị trí của cái đèn này. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc link cái group null này vào cái đèn của chúng ta luôn. Giờ thì cái vật thể 3D của chúng ta nó sẽ đi theo cái đèn. Được chưa? Cái việc còn lại là chúng ta sẽ sử dụng cái group null của mình để chúng ta tạo cho nó một chút cái rotation. Đúng không? À, chúng ta sẽ như là cái vật thể 3D chúng ta nó đã đi theo cái đèn của mình. Tất nhiên chúng ta sẽ phải scale nhỏ nó lại một tí. Và chúng ta sẽ, tất nhiên là khi mà nó rơi ra sau cái bức tường này thì chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải tạo cho nó một cái mask, đúng không? Để chúng ta có thể dùng cái wall số 2 này để làm cái mask luôn. Ta sẽ dùng nó làm cái alpha invert, đúng không? Alpha invert tịch mịch, để chúng ta thực hiện cái việc đưa cái layer của chúng ta ra sau cái bức tường, cái wall của chúng ta ha. Rồi, các bạn thấy là chúng ta đã đưa được cái vật thể của chúng ta vào ha. Bây giờ thì những cái bước chẳng hạn như là chỉnh màu, đúng không? Chúng ta dùng Color Matcher các thứ, chúng ta chỉnh cái màu. Rồi chúng ta dùng những cái như là Add Blur, đúng không? Vân vân các thứ, thì đó là những cái mà chúng ta đã biết rồi, đúng không? Để chúng ta làm cho cái vật thể của chúng ta nó màu sắc nó phù hợp với cái background. Việc còn lại là chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ làm cái shadow. Thì với cái việc mà diễn hoạt cái vật thể 3D của chúng ta như thế này đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sử dụng cái shadow mặc định của element được, nên chúng ta phải dùng cái script elementary ha.
Thì chúng ta sẽ sử dụng cái wall số 2, cái wall số 1 ha, chúng ta sử dụng cái wall số 1 của mình. Để làm cái shadow. Được chưa? Và cái one số 1 này mình sẽ đặt tên nó là cái shadow capture, đúng không? Rồi, với cái shadow capture này mình sẽ nó thành cái normal. Và mình sẽ và material option chúng ta tạm thời chúng ta tắt cái accept line này đi. Để chúng ta thấy cái layer này ha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ select cái element và cái spotlight của chúng ta. Chúng ta sẽ vào Windows, chúng ta chạy cái script elementary, đúng không? Và chúng ta sẽ bấm vào cái phần shadow. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái shadow nó xuất hiện ở đây. Cái đèn của chúng ta quá gần cho nên là chúng ta không thấy cái shadow này nó hiệu quả ở đây, thì chúng ta có thể tạo một cái null khác. Tạo một cái null khác. Chúng ta có thể đặt cái vị trí chúng ta sẽ link cái group null của chúng ta vào cái null này, và chúng ta sẽ đẩy cái vật thể 3D của chúng ta ra một tí ha. Thì khi mà chúng ta đẩy ra xa một tí thì các bạn sẽ thấy là cái shadow nó sẽ xuất hiện nó rõ hơn. Chưa? Việc còn lại là chúng ta sẽ sử dụng cái shadow capture của mình. Vào phần accept shadow chúng ta sẽ chọn nó là only. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái shadow ở trên cái scene của mình. Và chúng ta có thể cho nó một chút cái blur chẳng hạn. Và cho nó nhẹ đi một chút, đúng không? Link cái rút nuôi chúng ta trở lại cái đèn.
sẽ thực hiện lại cái tùy chỉnh cái vị trí của cái vật thể của mình ha. Tại vì hồi nãy chúng ta link vào cái nun thì mình nghĩ là sẽ dùng cái này. Mình sẽ sử dụng cái transform của element 3D để chúng ta dịch chuyển cái vật thể của chúng ta vào một chút ha. Chuyển cái sơ đồ capture trở lại thành chưa? Rồi. Ok, bây giờ chúng ta đã có cái vật thể, chúng ta đã có shadow, đúng không? Việc còn lại là chúng ta sẽ tùy chỉnh một chút cái về thêm một chút cái stock footage vào để tạo thành cái cảnh bãi biển ha. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ có những cái như là cái mặt biển, được chưa? Caustic của biển nè, chúng ta sẽ có thể lôi nó vào đây và chúng ta sẽ đặt nó lên đây, đúng không? Chúng ta cũng có thể biến nó thành 3D, nhưng mà chúng ta sẽ không có cho nó chịu tác động của đèn, chưa? Sẽ xoay nó ra cho đúng cái perspective. Đây, và mình sẽ dùng pen tool mình mask một chút ở phần này. Và chúng ta sẽ cho nó một cái feather cho cái mask này, đúng không? Và chúng ta sẽ chuyển nó thành dạng S. Và mình sẽ chỉnh màu cho nó. Chưa? Như là chúng ta có thể giảm opacity xuống một chút đi, nó đừng có sắc quá. Và chúng ta có thể thêm vào một chút cái chấp có sai, đúng không? Như mình nói rồi, cái chấp có sai này chúng ta dùng để tạo ra những cái ánh sáng volumetric. Nếu mà cái chấp có sai chúng ta nó bị giới hạn bởi cái kích thước của cái laser á, thì chúng ta có thể dùng cái một cái plugin của cũng của chấp code RedGiant, đó là cái raw bound. Cái raw bound thì nó sẽ giúp mở rộng cái laser của chúng ta ra, được chưa? Và như vậy thì cái chấp có sai chúng ta nó sẽ không bị giới hạn lại nữa, và chúng ta có thể boost cái line này lên. Được chưa? Chúng ta chỉnh cho nó một cái màu cho nó phù hợp với cái màu sắc của cái scene này.
mình thấy là chúng ta đã có một cái mặt biển, được chưa? Và chúng ta sẽ còn có thể thêm vào những cái như gì, chẳng hạn như là những cái bọt ha, và những cái bụi. Ở đây mình có những cái stock footage, thì những cái này mình đều cung cấp ở trên trang em Learning trong cái thư viện đa phương tiện của mình á, cho nên các bạn có thể đem về sử dụng. Ở đây thì mình sẽ dùng cái dust này, được chưa? Mình set cái invoice appoint, mình sẽ gắn nó vào đây. Và với những cái này thì chúng ta có thể chuyển nó thành dạng screen. Và tất nhiên là mình sẽ phải mask nó lại, đúng không? Có thể dùng dạng lighten cho nó nhẹ hơn. Và với cái này thì chúng ta sẽ bỏ vào những cái khu vực, chẳng hạn như là khi mà cái vật thể chúng ta rơi xuống biển thì nó sẽ có một chút bụi rơi xuống, đúng không? Thì nó sẽ thực tế hơn. Mình sẽ giảm nó xuống một tí, opacity giảm xuống, và mình sẽ lôi nó xuống phía dưới cái element của chúng ta. Được chưa? Có một chút bụi ở đây. Ngoài ra thì có thể thêm vào những cái như là bọt biển, đúng không? Thì mình cũng có những cái footage về bọt biển ở đây. Sẽ set in out đây, chúng ta lấy một đoạn ra, chúng ta sẽ đưa vào. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ mask nó lại, đúng không? Cho biến nó thành lighten giống như nãy. Và tất nhiên là với những cái này các bạn nhớ và cứ sử dụng cái mask thì chúng ta nó phải có cái feather ha, thì nó mới blend vào cái scene của mình cho nó đẹp được. Với những cái bọt biển này chúng ta scale nhỏ lại, có thể là chúng ta đặt nó ra phía sau cái background của mình, nó giảm cái opacity xuống, được chưa? Mình sẽ double click duplicate những cái scene này lên, chúng ta bố cục nó ở những cái vị trí khác nhau và chúng ta offset nó ha, offset để nó xuất hiện ở những cái thời điểm khác nhau, được chưa? Đấy. Rồi, việc cuối cùng nữa là chúng ta có thể thêm vào một chút cái dust fog, tức là những cái tạo nên cái gọi là cái atmosphere cho cái
cảnh quay của mình, tại vì dưới đáy biển chúng ta sẽ thấy nó có những cái bụi ha, những cái miếng bụi rất là nhỏ, thì chúng ta có thể dùng cái này chúng ta đặt nó lên trên để nó tạo chúng ta một cái hiệu ứng dust fog nhẹ. Lấy lại cái dashboard này cho nó đúng rồi nè. Rồi, và như vậy các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện xong cái hiệu ứng biến một cái background của chúng ta thành một cái khung cảnh dưới đáy biển. Water Caustic này mình sẽ duplicate thêm một lớp, mình tắt cái size đi để góp phần tăng cái tính độ sáng cho cái mặt biển của mình. Và đồng thời là chúng ta sẽ chỉnh màu một chút cái những cái khói này. Xong còn Color Correction chúng ta tin. Chúng ta tin theo cái màu màu biển, được chưa? Màu xanh của biển. Rồi, thì đây là cái ví dụ đi, các bạn thấy là chúng ta có thể chèm vào những cái vật thể 3D bằng cái element 3D của chúng ta nè, rồi chúng ta tạo ra những cái mặt phẳng ha ở trong cái scene của mình để chúng ta tương tác với nó, được chưa? Hoàn toàn chúng ta có thể biến một cái scene của chúng ta thành một cái khung cảnh underwater, được chưa? Dưới đáy biển. Rồi, thế thì trước khi nghỉ giải lao thì mình cũng nói luôn là cái phần 3D, element 3D này coi như đến đây là chúng ta kết thúc ha. Thì cho cái bài quá trình tuần này á, thì thay vì là để cho các bạn tự chọn những cái chủ đề nó có vẻ mơ hồ quá, thì bây giờ mình sẽ yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ làm thử ha, chúng ta chọn một cái scene, chúng ta sẽ convert nó thành một cái cảnh dưới đáy biển như thế này, được chưa? Nó cũng không cần nhất thiết phải nếu mà bạn không quen thì các bạn cũng không nhất thiết phải gọi là tạo những cái mặt phẳng để mà lấy ánh sáng hay gì như mình làm ha, nhưng mà tối thiểu thì các bạn cũng phải cho thấy được cái tính chất dưới nước. Chưa? Và chúng ta sẽ tích hợp một cái vật thể 3D nào đó để nó di chuyển trong cái scene của mình, được chưa? Để cho nó mang cái tính chất của một cái vật thể 3D ở dưới nước. Thì ở đây các bạn thấy là khi mà các bạn tạo diễn hoạt ở trong những cái scene mà ví dụ dưới nước đi, các bạn thấy là ví dụ nếu mà chúng ta cho chẳng hạn chúng ta diễn hoạt như thế này, các bạn thấy một cái chuyển động nó rất là nhanh đúng không, thì nó không có hợp lý, tại vì ở dưới nước thì nó sẽ có cái độ nặng, độ gọi là
độ trì của nước đúng không? Thì chúng ta không thể nào mà vật thể nó di chuyển nhanh như vậy được. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta diễn hoạt thì các bạn cũng cần phải lưu ý đó là chúng ta phải cho nó cái tính chất diễn hoạt nó phù hợp với cái chuyển động ở trong nước đúng không? Chứ nó đừng có quá nhanh hay là quá gấp thì nó sẽ không có đúng với cái chuyển động của nước. Thì đó là một cái mình lưu ý các bạn. Thì các bạn có thể lên ha, thì cũng làm đúng cái quy trình như mình đã làm, thì các bạn có thể tìm những cái hình ảnh được chưa, hoặc là các bạn có thể tự chụp cái ngôi nhà của mình hay là một góc nào nhà nào đó của mình được chưa. Chúng ta chụp một cái hình và chúng ta sẽ chỉnh màu đúng không, chúng ta sẽ chỉnh màu chúng ta sẽ cho nó một cái look and feel của một cái cảnh dưới đáy biển. Sau đó thì các bạn có thể chèn vật thể 3D của mình vào. Thì nếu tốt, nếu rành rẽ thì các bạn có thể sử dụng những cái mặt phẳng để tương tác về ánh sáng và shadow với cái vật thể 3D của chúng ta như mình đã làm. Thì cái scene mình để sẵn ở trong cái folder underwater scene này, các bạn có thể mở lên các bạn xem nếu mà có gặp khó khăn gì. Được chưa? Các bạn có gặp khó khăn gì đó các bạn mở lại file record, hoặc là các bạn mở cái file project của mình lên các bạn xem. Được chưa? Các bạn làm theo. Thì đó là mình nói nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu, chúng ta tạo những cái mặt phẳng tương tác. Còn nếu không thì các bạn cứ làm sao đó, các bạn cố gắng làm thật tốt nhất với cái khả năng của mình là được nha. Đấy. Thì các bạn có thể, như mình nói rồi ha, các bạn vào phần với cái exercise của chúng ta, các bạn sẽ down vào trong phần compositing, nó sẽ nằm ở trong cái phần underwater scene này ha. Được chưa? Thì trong đây các bạn có thể là thấy cái file project của mình. Được chưa? Rồi.